ruby longan and white longan in rootstock together. This is rapid set longan. It's about white longan and ruby longan. And Victoria Razor. And red longan have a root in a pot or a container. Đây là cái nhãn tím có trái trong chậu. Cây này thì nó khoảng 2 năm tuổi và nó đang có khoảng hơn 10 chùm trái.